Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên tạp hóa Thanh Trà sẽ hướng dẫn các bạn cách gói giỏ quà đơn giản và hiệu quả nhất. Chỉ trong vòng là 2-3 phút là mình sẽ làm xong một giỏ. Đầu tiên là các bạn sẽ cần các nguyên liệu như là dây kim tuyến, giỏ quà và túi ống đựng giỏ. Rồi, sau đây thì mình sẽ buộc kim tuyến. Có rất nhiều cách buộc kim tuyến thì cách của mình là sẽ là làm tiết kiệm thời gian nhất, đó là chỉ buộc mỗi ở giữa. Xong. Tiếp theo là các bạn sẽ cho giỏ vào trong túi. Các bạn tìm đúng đầu này, xong rồi bắt đầu cuốn như này. Đấy. Mình cuốn như này để tí nữa mình sẽ giữ nguyên cái trạng thái này. Rồi. Thế là giỏ đã được cho vào trong túi bóng các bạn nhé. Bước tiếp theo này. Các bạn sẽ phải có các loại nguyên liệu như là bánh này, cà phê này. Có thể là cho một hộp chè sen, một hộp bánh này. Hộp bánh to thì các bạn sẽ cho một hộp mứt bé bé. Tiếp theo là kẹo. Kẹo gói hoặc là kẹo hộp nhé các bạn nhé. Đây thì mình sẽ cho kẹo hộp. Hôm nay mình sẽ bó giỏ là hơn 200.000 thì mình sẽ lấy các loại mặt hàng như đây. Một lon bia, một lon nước cam đấy các bạn, hai lon nước ngọt này, bánh này, mứt này, kẹo này, chè sen này, cà phê này, hộp bánh, đây là bánh lương khô đấy các bạn, loại này thì bán trên thị trường 6.000 một hộp, thì mình sẽ dùng những loại bánh này thì sẽ hạ được giá thành của giỏ xuống. Các bạn có những người người ta hay quan niệm là các mặt hàng sẽ là mặt hàng lẻ, đếm số nguyên liệu lẻ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó là chẵn. Thì có những người người ta kiêng cúng 5, 7, 9, 11, 13, thì đây 8 thì mình sẽ kiếm một cái mặt hàng nữa để mình cho thêm vào. Mình sẽ cho thêm là hộp chè sen. Đấy. Rồi, và sau đây thì mình sẽ cho các nguyên liệu này vào trong giỏ. Cho hết các nguyên liệu vào trong giỏ. Đấy. Những cái gì mà to nhất thì các bạn sẽ cho ở cuối. Đấy. Tiếp theo là mứt này. Thế để mát đây nhỉ? Đây đẹp. Đấy. Cho những cái thứ to vào đây. Chè sen, cà phê. Đấy, Hùng để đấy cho anh được. Một kẹo này. Đây có bếp ga nấu này. Có mà cô. Cho một kẹo. Chè sen này. Hai lon nước. Cầm tay lên ghen tì tì mà. Thế thật, mình cứ đi đâu còn kiểu không chịu. Cháu vừa nó mới phải lau hết ghế. Đấy. Thế là mình đã xếp hết được đồ vào trong giỏ các bạn. Đấy. Có những người người ta sẽ thắc mắc là tại sao mình lại không cho rượu. Tại vì mình bán ở đây là có những khách là họ không cần rượu. Việt Nam thì đang nghiêm cấm uống rượu các bạn. Đấy, nên là mình giỏ này mình không cho rượu vào. Nhưng mà vẫn tôn vinh được cái vẻ đẹp của giỏ quà đấy các bạn nhé.
đây mặt sau. Rồi, rất là đẹp các bạn. Đây là chỉ là một mẫu đơn giản trong rất nhiều mẫu mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn. Ví dụ như thế này thì có thể là thêm một hộp trà chanh. Thêm hộp trà chanh ở đây cũng rất là đẹp. Đấy các bạn thấy chưa? Thêm được trà chanh hoặc là thêm một gói kẹo nữa vào đều là đẹp cả. Đấy. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.